cả nhà. À, để mình thu hoạch rau má. Thu hoạch rau má để nó dài quá. Sáng nay mình thu hoạch nè. Đậu cả nhà. Đậu. Hái mấy trái ớt này một chút nữa mình đi làm ăn. Xay xay uống mát, mùa này là coi như mát luôn. Rau má mùa này là mát luôn. Trồng thì trồng cũng vui chứ, thu hoạch coi này rau má nè, ngon rồi chưa cả nhà, nóng ghê chưa, nóng mà mình đổ mồ hôi gớm không, nóng ghê ở ngoài này, nóng lắm thành nên lười ra ngoài. Nóng lắm. Chưa cả nhà. Mới cắt ra chút xíu mà coi nè, nửa trẹt là thấy chưa. Cắt nhiều cái mấy ngày nữa là coi nè, nó lên lại. Mình mà thường cắt á thì nó lên. Đó, như bữa giờ mà làm biến cắt chứ, mà xiên là cắt là coi như bây giờ là nó có lại một trẹt khác. Cắt hết. Tốt coi thấy mình ngồi không, mà hoa mà hám mà đổ nè, mà sáng đó chứ, buổi sáng sớm á, giờ này mới có 8 giờ, mới có 8 giờ sáng thứ hai chuẩn bị đi làm.
xay làm xiên, xay với đậu xanh, làm biến thì xay không, xay bỏ ít sữa vô. Xay đủ đã luôn, nói cho mày nhiều lắm.